Lần đầu vẫn là mẹ hay lần đầu là mẹ? Lần đầu là mẹ, tùy em. Lần đầu vẫn là mẹ chứ nhỏ. À, lần đầu vẫn là mẹ. Rồi, ok lại. Xin chào em với làm bố. Hello mọi người. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của nhà Vân. Và hôm nay trong series lần đầu Vân làm mẹ thì Vân và anh sẽ chia sẻ cho mọi người những cuốn sách mà khi biết là sắp thành cha mẹ thì hai mình đã đi mua. Và đọc những cuốn sách này thì mình cũng đã có thêm rất là nhiều những kiến thức như là kinh nghiệm để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Nên hôm nay là làm ngay cái clip này để giới thiệu cho tất cả mọi người. Ok. Ok. Cuốn đầu tiên nhé. Cuốn đầu tiên. Ta-da! Đây là cuốn sách đầu tiên mà vợ chồng Vân recommend cho mọi người. Cuốn sách tên là Lần đầu làm mẹ của tác giả người Nhật là Masato Takeuchi. Và Lam Minh Nhật dịch đây. Thì ở trong cuốn sách này nó cũng để là tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang thai và sinh nở. Khi mà anh đưa Vân đi nhà sách á, thì khi nào thấy cuốn sách này là Vân đã muốn mua đầu tiên. Tại vì khi mà thấy ở ngoài cái bìa rất là dễ thương nè, màu hồng nè, xong rồi đọc vài trang á thì mọi người cũng đã thấy là họ có minh họa rất là dễ hiểu, và cái văn phong, có nghĩa là ngôn ngữ ở trong cái cuốn sách này cũng khá là gần gũi với văn hóa của Việt Nam, chắc có lẽ là nhờ người dịch. Thì cái cuốn sách này á, Vân nghĩ là một cuốn sách mà tất cả những ai đang sắp làm mẹ và có kế hoạch làm mẹ thì mình nên mua cuốn sách này. Tại vì ở trong đây họ chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức về tâm sinh lý, về chế độ dinh dưỡng, về quá trình chuyển biến cái cảm xúc của mình khi mà mình được làm mẹ. Trong đây có 7 phần, và cái mà Vân thích nhất ở cuốn sách này á là ngoài những cái kiến thức mà trong cuốn sách mang lại cho mình, thì cái điều mà mình cảm thấy rất là thích đó là cảm giác giống như một người bạn á. Tại vì ở trong đây thì tác giả cũng chia sẻ về cái cảm xúc của chính tác giả khi mà làm mẹ nữa, và giống như là khi mà trong cái hành trình mang thai của mình có được một người đồng hành với mình. Thì đây là cuốn sách mà Vân rất là recommend cho tất cả mọi người. Còn đối với các ông bố, nếu có thời gian thì cũng nên đọc những cuốn sách này để hiểu hơn về làm mẹ, hiểu hơn về cái quá trình mang thai cũng như là chế độ dinh dưỡng nào là tốt nhất cho mẹ bầu. Cuốn sách thứ hai mà vợ chồng muốn giới thiệu đó là cái cuốn Lần đầu làm bố, cũng giống như là cái cuốn này Lần đầu làm mẹ. Thì cuốn sách này nó là Lần đầu làm bố. Cái cuốn sách này nó hay ở cái chỗ là nó chia ra làm rất là nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của thai nhi ở trong bụng mẹ, và nó cung cấp những kiến thức dành cho những cái ông bố là những người mà có lẽ là ít hiểu phụ nữ trong cái, tức là có thể là hiểu về sở thích, có thể hiểu về tâm lý, nhưng mà khó có một cái người đàn ông nào có thể hiểu được cái quá trình mang thai của người phụ nữ, hoặc là có thể có được cái trải nghiệm đó. Thì đây là cái cuốn sách được viết từ một cái ông bố, tức là một ông bố mà ông đã có nhiều cái trải nghiệm từ bản thân, bởi vì ông đã, hai vợ chồng của tác giả này cũng đã sinh được nhiều em bé. Và cái ông bố này thì ông cập nhật nhiều các cái kinh nghiệm sau mỗi lần mà vợ của ông ấy mang thai. Và trong cái cuốn sách này thì nó cũng tương tự như cái cuốn Lần đầu làm mẹ, tức là có một cái người bạn, một cái người thực ra là một cái người đi trước mình ấy, người ta kể về các cái trải nghiệm của họ, về kinh nghiệm của họ trong cái quá trình mà chăm sóc vợ. Và nó cũng bổ ích ở một phần là nó ghi ra cái quá trình phát triển của thai nhi ở trong bụng mẹ, ví dụ như là kích thước này, ví dụ như là trọng lượng này, để mọi người độc giả dễ hình dung là vào cái thời điểm tuần thứ nhất, tuần thứ hai của thai kỳ thì thai nhi như thế nào, và ví dụ như là tuần thứ 10, tuần thứ 20 thì thai nhi sẽ như thế nào, phát triển kích cỡ ra sao, chân tay rồi tứ chi phát triển như thế nào, hệ khung xương vân vân. Và cũng trong nội dung cuốn sách này thì tác giả cũng đề cập đến những cái điểm đáng lưu ý, ví dụ như nên cho con là tập làm quen với những cái điều gì thông qua các cái giác quan mà em bé sẽ hình thành ở trong bụng mẹ. Thì đó là thông tin là khá là bổ ích.
Tuy nhiên cái hạn chế của cái cuốn sách này là nó vẫn là một cái cuốn sách. Một cái cuốn sách thì mọi người đọc hơi khó hình dung những kinh nghiệm chăm sóc mẹ bầu mang thai hay là việc mà hình dung ra thai như thế nào ấy. Thì những cuốn sách như vậy nó cũng có cái hạn chế của nó, tại vì mình đọc xong mình không có hình dung ra được. Bởi vì ở trong những cuốn sách này thì nó bị thiếu những cái hình ảnh minh họa, nó là toàn là chữ thôi. Và mình tìm hiểu rất là nhiều sách thì đa phần là trong sách toàn là chữ cả. Ít những cái cuốn sách nào mà nó có được hình ảnh cụ thể hóa lắm. Thì đó cũng là lý do tại sao mà mình không chỉ dừng lại ở việc cuốn sách viết cho các ông bố mà mình lên tham khảo những cuốn sách mà viết cho các bà mẹ nữa. Thì như vậy nó mới trọn vẹn và đầy đủ. Thì giống như anh Nhật cũng đã nói là cái hạn chế của cuốn sách Lần đầu làm bố là rất là nhiều thông tin nhưng mà lại không có cái hình minh họa. Thì ở trong cuốn sách Lần đầu làm mẹ này cũng có rất là nhiều các hình minh họa và cái cách viết của người Nhật. Thì họ thích theo cái kiểu là manga, nên là trong đây có những cái đoạn hội thoại như là truyện tranh như mọi người thấy nè. Nó rất là dễ thương, nên mọi người xem cuốn sách này thì mọi người cũng sẽ có được một cái sự hình dung rất là nhiều về các chi tiết hay là các thông tin. Nhưng mà cả hai cuốn sách này á, thì đều có một cái mặt không hẳn là hạn chế, nhưng mà có lẽ là vì tác giả là một người là tác giả người Mỹ, còn đây là tác giả người Nhật, cho nên có những cái thông tin ở trong hai cuốn sách, tại vì Vân cũng đã đọc cuốn Lần đầu làm bố rồi, thì họ chưa có phù hợp với lại văn hóa của Việt Nam. Ví dụ như ở cuốn sách Lần đầu làm mẹ này thì những cái thông tin về chế độ nghỉ thai sản nè, hoặc là những cái thông tin về chế độ dinh dưỡng thì nó chưa có đúng với lại thực trạng hiện tại của Việt Nam. Cho nên là nếu mà mình đọc thì những cái thông tin mà mình thấy là nó phù hợp thì mình tham khảo, còn những thông tin mà nó chưa phù hợp thì mọi người có thể tham khảo ở những nguồn khác, ví dụ như là internet hoặc là các báo mạng, để mọi người có được một cái thông tin đầy đủ nhất trong cái quá trình mang thai của mình. Đa phần tâm lý của người Việt Nam cũng như là người châu Á nói chung là đều muốn có một căn nhà, đều muốn mua và sở hữu một căn nhà. Đó, tại cái tư duy chung vẫn là an cư thì mới lạc nghiệp được. Thì những cái điểm hoặc là những cái lời khuyên của tác giả liên quan đến việc là nên lựa chọn những không gian mới nó rộng hơn chẳng hạn. Thậm chí là đôi khi những cái gia đình ở nước ngoài ấy, khi họ có con là họ đổi nhà. Nhưng ở Việt Nam thì nó không dễ như vậy. Thì khi mà mình đọc, mình cũng phải cân đối là cái nguồn thông tin họ đưa ra nó có áp dụng được 100% hay không. Hay là mình phải nghĩ là mình chỉ có thể ứng dụng được khoảng chừng 60-70%, còn 40% còn lại thì mình nên tham khảo từ nhiều nguồn khác. Và sau đây sẽ là một cuốn sách mà cả anh và Vân rất là thích, rất là tâm đắc. Và đây là một cuốn sách được chủ biên do một tác giả người Việt Nam, đó chính là tiến sĩ Phạm Thị Thúy, và có sự cố vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, hiệu đính bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, cũng là một bác sĩ rất là nổi tiếng về thai sản. Thì đây là cuốn sách Thai giáo, phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ. Cuốn sách này khi mà Vân với anh đọc rất là thích, tại vì đây là một cái môn học luôn, một cái phương pháp khoa học, đó chính là thai giáo, cách để chúng ta có thể giáo dục thai nhi của mình từ ở trong bụng mẹ khi mà mới hình thành. Mọi người á hay suy nghĩ là phải đợi đẻ con rồi mình mới dạy, nhưng mà thật ra là thai nhi khi mà ở trong bụng, khi mà mới bắt đầu hình thành thôi thì cũng đã có được những cái sự tiếp thu với những kiến thức bên ngoài, từ âm thanh nè, ánh sáng, từ giọng nói của mẹ. Cho nên là đây là một cái cuốn sách sẽ cho chúng ta một cái sự hình dung về việc thai giáo như thế nào, chúng ta có thể giáo dục con của mình từ khi còn bé tí. Vân nghĩ là đây là một cái cuốn sách mà tất cả mọi người nên đọc, tại vì những cái thông tin, những cái kiến thức này nó rất là phù hợp và rất là gần gũi với lại văn hóa của người Việt Nam. Đặc biệt là ở trong đây có chia sẻ những cái kinh nghiệm của những người đi trước nè, những người rất là thành công, những thế hệ rất tinh hoa. Có cái phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê trong cái quá trình mà vợ của ông rồi trong gia đình của ông, những người mang thai như thế nào và đã thai giáo thai nhi từ trong bụng mẹ như thế nào. Cuốn này nó hay ở chỗ là nó hệ thống hóa được các cái kiến thức cũng như là các cái kỹ năng cần thiết
cho cái quá trình khai giáo một cách rất là khoa học để cho mọi người dễ đọc cũng như là dễ thực tập. Khai giáo nó là một cái điều mà người Việt Nam đã thực hiện từ rất là lâu rồi. Từ xa xưa, ông bà tổ tiên là đã hình thành ra cái phương pháp khai giáo. Những cái câu hò, những cái câu ca dao tục ngữ của mẹ ru con từ khi ở trong bụng mẹ thì mọi người đã áp dụng cái phương pháp khai giáo một cách hết sức là hiệu quả rồi. Hay là các chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu cần ăn những cái gì này, rồi cần giúp cho con phát triển các cái giác quan, nó đang giác quan tất cả, hay là cần có cái sự quan tâm chăm sóc của người bố để mà cái đứa con nó được vững tin hơn, để mà nó cảm thấy an toàn hơn. Thì từ xa xưa là dân tộc Việt Nam tất cả mọi người đã thực hành rồi. Tuy nhiên cuốn sách này giúp cho mọi người là hệ thống hóa lại một cách khoa học hơn và có thể thực hành được theo từng bài một. Và có một câu á Vân rất là nhớ, và câu này thì bác sĩ của Vân cũng đã từng chia sẻ với Vân, đó chính là con vào dạ thì mẹ đi tu. Và đó là một cái câu mà kim chỉ nam trong cái cuốn sách thai giáo này, là khi mà em bé đã bắt đầu hình thành rồi thì tất cả những cái hoạt động, tất cả những cái suy nghĩ, những lời nói của mẹ là đều dành cho con hết. Và lúc đó thì giống như là mình đi tu vậy đó, mình luôn luôn dành những cái điều tốt nhất cho con mình, rồi mình sẽ cố gắng mình ăn uống thật tốt nè, rồi mình nghe nhạc, rồi mình có những cái phương pháp về thai giáo ở trong cuốn sách này, mọi người có thể tham khảo cho em bé của mình. Trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều những cuốn sách khác nhau, và mỗi cuốn sách thì sẽ cung cấp một loại kiến thức phù hợp cho các cặp đôi, ông bố bà mẹ. Nhưng mà riêng bản thân Vân với anh thì cũng mua khá nhiều sách và thấy đây là ba cuốn sách mà cung cấp khá nhiều thông tin và đủ cho hành trình để làm bố, làm mẹ, ba Nhật, mẹ Vân. Vậy là xong ba cái cuốn sách mà vợ chồng Vân muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Cuốn đầu tiên là lần đầu làm mẹ, cuốn thứ hai là lần đầu làm bố, và cuốn thứ ba là cuốn thai giáo. Thì cả ba cuốn sách đều rất có ích, thông tin ở bên trong thực sự là những cái thông tin giúp cho những người lần đầu làm bố làm mẹ được học một cái môn mới, và cũng như giúp cho cả hai vợ chồng có thể áp dụng từng bước một những kiến thức mà mình có được ở trong sách. Cái quá trình mang thai thì nó là từ khi mà bắt đầu có thai nhi ở trong bụng mẹ, thì nó cũng là full time hoài cho đến khi mà em sinh em bé ra đời. Thì mình phải hiểu theo cái cách đấy, mình có được cái cách gọi là cùng nhau chăm sóc em bé nó tốt nhất, và cả những người xung quanh trong gia đình như ông bà. Tất nhiên ông bà đã có kinh nghiệm rồi, cho nên là thực ra là mình cũng có thể học được rất nhiều kinh nghiệm của ông bà, và đó cũng là những cái nguồn tham khảo cực kỳ tốt bên cạnh các cuốn sách này. Tổng hợp hơn nhiều những thông tin khác mà anh thu thập được từ bản thân của mình thấy và cải thiện theo thời gian, ví dụ như sau này anh có thêm em bé thứ hai, em bé thứ ba, em bé thứ tư, em bé thứ năm, em bé thứ sáu thì mỗi một lần nó sẽ được tốt hơn, đúng không? Thứ sáu hả? Thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ 11, 12, 12 con giáp. Cạn lời luôn, không biết nói gì luôn mọi người. Ok, và hy vọng là những cái thông tin vừa rồi cũng hữu ích cho những ai mà đang sắp làm ba làm mẹ, hoặc là muốn có thêm sự tham khảo. Và cảm ơn mọi người đã xem vlog của nhà Vân. Vân không biết nói gì thêm nữa tại đang nghĩ đến 12. Bye bye, bye, bye.